trong khu rừng hoang vắng, nơi mà không hề có bóng người, một trận chiến giữa hai yêu tinh huyền thoại đã đang diễn ra. Một con hồ ly ngàn năm và một con cương thi ngàn năm đã đối đầu nhau, tạo nên một cuộc đấu sống chết khốc liệt. Hồ ly với bộ lông trắng như tuyết, mắt ánh một tia lạnh lẽo, luôn nổi tiếng với sự thông minh và sức mạnh siêu phàm. Trong khi đó, cương thi với thân hình to lớn, da màu đen xì, sừng sắc nhọn và hàm răng sắc như lưỡi liềm, từng được coi là biểu tượng của sự đáng sợ và ác độc. Trận chiến giữa hai yêu tinh này kéo dài suốt hàng thế kỷ, không có điểm dừng. Mỗi lần gặp nhau, họ giao đấu với tinh thần quyết liệt, sử dụng tất cả những phép thuật và sức mạnh mà mình sở hữu. Tuy nhiên, không ai trong hai bên cũng không thể giành thắng lợi. Lúc này đã có hai vị đạo sĩ pháp lực cao cường, họ đã đến và dùng sức mạnh của mình khống chế hai em hồ ly tinh và cương thi, hai em đã bị bắt và phong ấn tại dinh thự của vị đạo sĩ. Cũng vì có cái lồn múp nên hai em đã trở thành nô lệ tình dục cho hai vị đạo sĩ kia. Đừng hoang想了，赶快去追吧。如果拿下了，还用得着意淫吗？到时候师傅让你尝尝他们的滋味。真的？师傅什么时候？